Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Vâng, thưa các bạn, đây là chiếc Dell G155530. Chiếc máy này được em trai tại Hà Tĩnh đặt mua. Thực tế đây câu chuyện thì nó cũng hơi lòng vòng một chút. Đó là ban đầu em đặt chiếc máy này với giá là 23.500.000. Bởi vì giá của những chiếc máy này thì một số shop sẽ bán rẻ hơn. Và sau khi mà hai bên thương lượng thì cuối cùng đã đạt được mức giá là 21.300.000. Bởi vì em bảo là các shop ở chỗ em bán giá nó chỉ có 213 thôi. Thì mình có giải thích em là trên thị trường thì nó có rất là nhiều hàng. Ví dụ như hàng lưu OLED và lưu siêu. OLED thì bao giờ rẻ hơn khoảng vài ba triệu, còn lưu siêu thì bao giờ cũng đắt hơn. Thì chiếc máy này mình đã cài đặt hết cho anh em rồi. Hộp của nó đây. Đấy, đây là máy mới nguyên hộp nhé. Đây, kiểu dáng của dòng Dell G15 đây. Nói chung thì tiền bán thấp đi thì chắc chắn là cửa hàng này sẽ không có công. Nhưng mà anh em đã có duyên gặp nhau rồi thì chẳng sao cả, coi như là hữu duyên. Vẫn để cho em giá 12.3. Và cái sạc của em này thì các bạn sẽ thấy là công suất của nó cực to. Đây là công suất lên đến 240W. Thì tại vì sao Dell họ phải làm cái sạc to như này? Bởi vì để kéo được công suất con chip nó mạnh. Đấy, Vega là 6GB. Sạc giống kiểu Dell Precision chẳng hạn, như mấy dòng như là 7750 sẽ cũng dùng sạc công suất 240W như này. Đây, kiểu dáng này các bạn có thể thấy này, Dell nó làm cũng cực kỳ ngầu luôn. Thiết kế thể thao. Đặc biệt là các em học sinh sinh viên rất thích những chiếc máy như này. Các bạn sẽ nhìn thấy ốc tản nhiệt bên trong nó nằm tản đồng màu vàng này. Đấy, nó thể thao hơn rất nhiều. Và các cổng được bố trí đằng sau. Đây là cổng sạc này, cổng USB, cổng HDMI và USB Type-C. Thì hai cổng này đều có tính năng là kết nối ra màn hình bên ngoài. Còn đây là ốc tản nhiệt này các bạn này. Hai cổng USB. Đằng trước này, thiết kế phím LED màu đỏ. Rất thể thao luôn. Viền màn hình thì cũng không quá mỏng, chẳng quá dày. Bên này thêm một ốc tản nhiệt và cổng LAN vẫn còn các bạn nhé. Dùng cho các mạng nội bộ, cổng phone, cổng mic và giao tiếp 3.5. Còn đây là lỗ của pin này. Trọng lượng của máy tổng thể là 2.8kg và máy làm hoàn toàn bằng nhựa. Mình cũng không hiểu sao tại vì sao Dell họ lại bán đắt như vậy. Nếu như mà các bạn bỏ ra tầm tiền mình cho là 21.300.000 này, nếu mua các dòng như là Lenovo Legion hoặc một số dòng khác thì họ sẽ làm vỏ bằng hợp kim nhôm, nó sẽ sang hơn. Nhưng mà Dell bao giờ cũng bán đắt hơn các thương hiệu khác các bạn ạ. Tiền nào của lấy các bạn nhé. Không khí được hút ở đây này, nó hút vào, đẩy khí nóng ra đằng sau. Bây giờ thì cũng như mọi ngày thì mình sẽ mở cái phần lắp này ra để chỉ các bạn thấy khả năng nâng cấp của chiếc máy nhá. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Cái lắp này làm hoàn toàn bằng nhựa này. Bên trong này các bạn thấy nó gia cố những cái chi tiết nhỏ để giúp cái máy chúng ta chắc chắn và không bị ọp ẹp này. Đầu tiên là dung lượng của pin 68Wh này. Cái này có thể duy trì dùng khoảng 6 đến 7 tiếng dùng ở chế độ văn phòng này. Hai slot cắm RAM sẽ mở rộng tối đa nâng cấp là 64GB RAM cho chiếc máy này. RAM đây sử dụng của Samsung các bạn nhé. Hai quạt tản nhiệt này, CPU và GPU onboard trực tiếp trên bo mạch chủ mà không thể nâng cấp các bạn ạ. Hai slot cắm ổ cứng song song này các bạn này, có thể chạy chế độ RAID 0 tự động sao lưu dữ liệu với nâng cấp tối đa là 4TB. Hai ốc loa đây, đây là Wi-Fi. Nhìn mặt trước này các bạn sẽ thấy là cái phần ô tam giác này nó giúp cái máy nhìn kiểu nó khỏe hơn, thể thao hơn. Cái này mở thì các bạn thấy nó không có viền gì cả, mở ra hơi khó đấy các bạn ạ. Bình thường nó sẽ có cái gờ đấy, mở nó dễ. Màn hình này là màn hình 15,6 inch Full HD các bạn nhá. Và chất lượng màn hình của em máy này thì cũng chỉ có 45% LTSC thôi, độ sáng là 300 nits. Nói chung thì gaming của Dell thì không hiểu sao đắt, và cái chất lượng màn thông thường những dòng máy mà tầm khoảng trên 20 củ sẽ là màn 100%, nhưng riêng thằng máy Dell và thằng của HP bao giờ nó làm cái tỷ lệ màn hình sẽ thấp hơn, giá là còn đắt nữa chứ. Này, phím LED màu đỏ này, một bàn phím full size này sẽ giúp các bạn nhập nhiều bàn phím tốt, và bên trên cái lớp nhựa này nó phủ một lớp đặc biệt chống bám vân tay. Chuột này bấm nó cũng tương đối thoải mái, con chuột mình cảm giác như hơi nhỏ so với một số dòng khác. Đây là dòng xịn nhất của Dell này, các bạn sẽ thấy là XPS này. Toolpad siêu to khổng lồ màu trắng, chiếc máy này có giá bán lên đến hơn 30 củ. Máy mới là hơn 50 củ luôn. Nhưng mình thích kiểu dạng thiết kế toolpad to lớn như này, dùng mới sướng này. Nhưng đối với các bạn mà dùng trong cái phân khúc mà gaming ấy, thì anh em thường sẽ cắm thêm con chuột bên ngoài, dùng nó sẽ sướng hơn. Còn trên này là ốc loa này. Đây là cấu hình của máy này. Hiện nay phiên bản này thì trên thị trường bán rất nhiều phiên bản, ví dụ như là i5-13 và i7. Đây là con chip i5 này, 13450H này. CPU này có 16 nhân, RAM 16GB. Trên thị trường ngoài ra có cả bản RAM 8GB. Với phiên bản cao cấp nhất của em này thì nó sẽ được trang bị là con chip i9 anh em nhé. Đây màn hình này. Em này nó chỉ là màn hình Full HD 1920x1080, tầng số quét là 120Hz, đủ dùng cho các game thủ này. Bên trên thì có camera, có mic sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học trực tuyến và họp online qua cam này. Độ phân giải là 720p, quay video với khung hình là 30:1 giây nhá. Khi mình đeo găng tay thì có vẻ như cái phần toolpad này nó xê hơi khó các bạn ạ, bởi vì nếu mà các bạn xê bằng tay nó cảm ứng thì tốt hơn.
Đây mình sẽ kiểm tra phần cứng của chiếc máy này này. Đây là cái phần mềm mà chuyên test ổ cứng anh em nhé. Bấm manager này. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.2. Đây các bạn này, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối các thiết bị sạc không dây. Ổ cứng máy này, ổ cứng trong máy được trang bị là LVME SL740 của Weston, có nghĩa là ổ cứng của Mỹ các bạn ạ. Đây là Vega này, Vega được trang bị là UHD Graphics và Everyday HeForx RTX này 3050, cái này dung lượng 6GB anh em nhé. Phiên bản sản xuất 2023 là 6GB. Bắt đầu này em trai đặt có 5520 trang bị chip i7 đời 11. Nhưng mà cái đời đó sẽ thấp hơn một đời và Vega chỉ là 3050 thôi. 3050 Ti thì nó chỉ có 4GB thì mình hỗ trợ anh em mà giá nó cũng rẻ. Bằng phiên bản i5 nhưng bằng phiên bản i7 thì em hỏi cái sức mạnh của phiên bản i5 này có hơn i7 không? Thì mình trả lời nó gần như tương tự, bởi vì CPU i5 là được lâng số lõi số luồng và đời mới hơn. Và Vega 6GB, chính vì thế nó sẽ hỗ trợ tốt hơn so với phiên bản i7 đời cũ. Vega chỉ có 4GB thôi. Wi-Fi được trang bị là Wi-Fi 6 này, băng tầng là 160Hz. Các bạn đều biết thì Wi-Fi 6 nó sẽ nhanh gấp 5 lần so với Wi-Fi 5 truyền thống. Mà lưu ý cái Wi-Fi của các bạn ở nhà nó phải kết nối cái chuẩn Wi-Fi 6 thì nó đồng bộ chiếc máy này thì nó mới nhanh. Còn nếu chuẩn Wi-Fi cũ thì nó chỉ chạy băng tầng thấp hơn thôi. Đây, con chip này i5 này 1350H đây. Tốc độ ổ cứng các bạn sẽ thấy nó đọc sấp xỉ khoảng gần 5GB một giây. Tốc độ ghi chắc chắn khoảng tầm hơn 3GB. Bây giờ thì mình sẽ test thêm ứng dụng trên phần mềm trên phiên bản Core i7 và Core i9 mà mình có tại shop nhé. Mời quý vị các bạn đón xem. Anh em thấy nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Ôi chà ơi, nó render veo cái đã xong rồi. Điểm số bây giờ lên đến 3585 CB. Một điểm số cực kỳ ấn tượng dành cho các nhà lập trình. CPU có càng nhiều lõi càng nhiều luồng, nó sẽ hỗ trợ các bạn render và tính toán càng nhanh. Các bạn chạy máy chủ máy ảo chạy giả lập trên em máy này cũng cực kỳ ngon. Thế hệ chip thế hệ thứ 13 nó gọi là thế hệ chip Raptor anh em ạ. Mi9 này thì có 24 nõi 32 luồng, có thể hoạt động Turbobot 5.40 cơ. Hoạt động tối thiểu là 3.90, 36 MB. Nó là em CPU cực kỳ khỏe. Công suất tiêu thụ là 157W và tối thiểu là 45W, còn trung bình là 55W anh em ạ. Anh em có thể thấy với lõi Tensor và Ray Tracing, nó sẽ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và cái thời gian ánh sáng thực, nên việc đồ họa mô phỏng 4D nó chạy cũng cực kỳ mượt mà nhanh. Điểm FPS bây giờ anh em có thể thấy này, nó đạt 249,38 FPS. Đây là chế độ 3D, FPS cũng đạt ở mức là trung bình là 200. Nhiệt độ hoạt động của máy ở mức khoảng 78 độ C này. Chúng ta sẽ để chạy một lúc lâu xem nó có tăng nhiệt độ không. Đấy, bây giờ quạt hoạt động bên trong máy có thể nghe thấy tiếng ồn rồi. Hơi nóng nó cũng sẽ đẩy ra ở đây nhá. Cái phần trái phải, các bạn để tì tay này thì nó sẽ có hơi ấm, khá chịu nếu mà mùa hè. Trung bình hoạt động của chiếc máy này sẽ ở ngưỡng khoảng trên 70 độ C. Ở đây cụ thể là 73 độ. Từ 73 đến 79 độ nó đã hoạt động dừng rồi, cả CPU và GPU. Đây, nhiệt độ của CPU nhảy hơi cao anh em ạ. Đây, có những lúc lên tận 100 độ này. Ở chế độ 2D thì nó lại mát và là cái FPS nó đẩy lên tận 1500. Nhiệt độ khi chạy ở chế độ full max của cam màn hình ở mức khoảng trên 60 độ và của cam màn hình thì ở mức là trên 70 độ và lúc lên tận 90 độ anh em ạ. Có vẻ như CPU là hơi nóng anh em nhé. Chất lượng âm thanh của máy đấy các bạn thấy là ở mức chấp nhận được đấy. Loa mình sẽ mở to hết đi. Tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% sRGB và độ sáng 300 nit các bạn ạ. Tỷ lệ phản hồi của màn hình là 3 mini trên giây. Đây góc nhìn của màn hình này. Ở đây thì mình đang test đoạn video 4K như mọi hôm. Âm thanh của máy đây trong cái phòng 20m² của mình thì không quá to, chẳng quá nhỏ, vừa đủ dùng. Và âm bát cũng chỉ đủ nghe thôi. Âm bát không chắc lắm các bạn ạ, bởi vì dòng này thực ra nó là dòng ở phân khúc hạng trung thôi. Âm thanh mà hay thì phải nói là Presence và XPS của Dell hay lắm. Màn hình thì mình cho ở thang điểm 9 và âm thanh cho ở thang điểm 8 anh em nhé. Một, hai, ba. Vâng thưa các bạn, đây là bản Adobe Premiere 2023. Úi chà ôi. Thực tế thì chiếc máy này chỉ mất chưa đến 3 giây. Nó đã xong một cái đoạn edit video 4K, 1 phút 3 giây với rất là nhiều hiệu ứng này. Phải thực sự là mình quá ấn tượng đến thế hệ chip thứ 12 của Intel và kết hợp với RTX, chẳng hạn là đời 3 bây giờ đã nhanh rồi mà đời 4 bây giờ nó quá nhanh các bạn ạ. Thực tế là mình bấm bị chậm nên nó chỉ có 3 giây thôi. 3 giây đã xong một đoạn video này.
Đối với các nhà dựng phim, các bạn mà làm trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo mà chiếc máy này mua về để dựng phim, dựng truyền thông thì quá đỉnh luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test tựa game Tomb Raider với cấu hình máy tốt, chính vì thế FPS các bạn thấy là chơi game ở ngưỡng trên 200. Tỷ lệ bao phủ màn hình là 100% ARV và tỷ lệ phản hồi màn hình là 3 mili/giây. Tần số quét 165Hz sẽ cho cái khung hình chuyển động trên game nó cực kỳ chính xác. Với hai lõi bên trong là lõi Ray Tracing và lõi Tensor RTX 4060 8GB cho những hình ảnh chơi game nó trung thực, thời gian ánh sáng thực nên các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là thật, mặc dù đây là người đồ họa các bạn ạ. Nhiệt độ chơi game ở ngưỡng khoảng trên 70 độ C cho CPU. Nói chung là mức nhiệt độ này thực sự nó cũng không phải là quá lý tưởng, nhưng đủ để chúng ta có thể chơi nhiều tiếng liên tục mà không sợ hại máy. Một chiếc laptop có thể chịu nhiệt độ ở ngưỡng khoảng dưới 90 độ C các bạn nhé. Còn trên 90 độ C thì nó sẽ bị tụt xung. Âm thanh của máy thì các bạn thấy là nghe cũng khá là sinh động. Với cấu hình i9 và Vega này thì tất cả những cái tựa game online hay offline có trên thị trường thì quý vị các bạn hoàn toàn có thể cài với chiếc máy này vui chơi giải trí những lúc rảnh nhá. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc Dell G155530. Đây là một trong những phiên bản ở cái phân khúc giá rẻ chuyên dụng dành cho các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa. Với sức mạnh i5 và chip HX thì các bạn thấy nó chạy rất khỏe luôn này. RAM có thể mở rộng tối đa chiếc máy này là 64GB RAM nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái. Các bạn có thể sử dụng trong các ứng dụng như là lập trình AI này, chạy những cái game mà Vega 6GB nó rất là khỏe, và các bạn có thể dùng để edit video cũng như những cái phần mềm đồ họa khác thì chiếc máy đều chạy ok con này. Có điều là nhược điểm của chiếc máy thì các bạn sẽ thấy là mặc dù giá cũng tương đối là cao nhưng vỏ máy hoàn toàn bằng nhựa, mà nhìn đằng sau thì thiết kế cũng khá là trẻ trung năng động. Còn đối với các bạn thích cái ngôn ngữ kiểu thiết kế trầm thì lại không thích những chiếc máy kiểu nó ngầu ngầu như này. Các bạn trẻ năng động rất thích những chiếc máy này, và hiệu năng của máy thì nó sẽ rẻ hơn, nó chỉ tương tự so với chiếc máy mà ở cái phân khúc văn phòng mà ở xịn sò một tí thôi, vỏ máy hợp kim nhôm. Còn bù lại gaming thì sẽ có sức mạnh phần cứng mạnh hơn, đó là CPU mạnh và Vega khỏe, hỗ trợ khả năng nâng cấp tốt. Còn chất lượng màn hình của máy này thì mình đã nói rồi, nó chỉ ở mức là trên trung bình thôi, cũng là nhược điểm của một số dòng máy này. Thì nó sẽ phù hợp cho các game thủ hoặc các bạn edit video thì ok. Còn nếu các bạn sử dụng những cái phần mềm mà yêu cầu cái tính chính xác cao của màn hình thì chiếc máy này chắc chắn sẽ không đạt được, bởi vì nó chỉ có 45% thôi. Nên khi mua máy các bạn chú ý xem có phù hợp với công việc của mình hay không các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Dell G155530 của mình xin đến đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho các bạn như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TĐD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm bên chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất của shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.